con thấy trống trơn. Nó sẽ vẽ ống la xì bùi gì lên trên cái lá, là mất đi cái chất diệp lục của lá, làm cho lá của chúng ta rất là khó quang hợp. Nên quý bà con lưu ý khi mà xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với siêu thị cây giống thì Oanh cùng với các anh chị thường hay chia sẻ với bà con những loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao, để giúp cho quý bà con chúng ta có thể thay đổi thu nhập của mình, gia tăng thu nhập của mình trong thời gian ngắn. Và giống như lúc nãy bà con có thể thấy trên màn hình, đây là một cái lá bưởi ruby rất là to, rất là sung, đang rất là sung sức, và bạn ấy đang rất là mơn mởn và đang đi cái cơi lọc thứ ba luôn rồi, và nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một cây bưởi ruby, và giống bưởi ruby này thì cũng đã được siêu thị cây giống phát triển trong khoảng 2 đến 3 năm gần đây, và đang gặp đang gọi là nhận được cái sự phản hồi tích cực từ quý bà con về cái tốc độ phát triển một cách rất là nhanh chóng, và khả năng gọi là chịu được, trị được, gọi là không có mắc cái bệnh ung thư ở dạng cây bưởi, đó là bệnh phần lá gân xanh. Như bà con đã thấy thì cái cây bưởi ruby này mặc dù mới có khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng tuổi thôi, nhưng mà cây đang phát triển rất là mạnh. Và ngày hôm nay thì Oanh ghé thăm vườn. Trong cái vườn này thì chủ vườn ảnh trồng sen ổ ruby với lại bưởi ruby chung với nhau, và Oanh thấy như thế này thì cũng thực sự rất là hiệu quả, tại vì khi mà trồng ổ và bưởi ruby xen với nhau như vậy, chúng ta sẽ là vừa lấy ngắn nuôi dài, và đồng thời là chúng ta sẽ gọi là hạn chế sâu bệnh cho các cái cây lẫn nhau. Thì như bà con thấy, đây là những cây bưởi ruby đang rất là phát triển, nhưng mà đặc biệt là cái vùng này thì gọi là mới. Bà con cũng biết là vùng kinh tế mới chuyển đổi á, thì thường là chuyển đổi từ đất ruộng lên đất lên làm đất vườn, nên là sẽ bị hơi phèn một xíu. Tuy nhiên là Oanh cũng cảm thấy rất là mừng, mặc dù là ở đây nó rất là phèn, nhưng mà khi mà cái cây này á, là bật mí cho quý bà con luôn, không phải là Oanh khen cái sản phẩm mà Oanh đang chia sẻ với quý bà con, mà đây là cái sự chia sẻ của cái anh chủ vườn, là anh nói là từ khi sử dụng phun bích Hoa Kỳ và siêu vật phun bích Hoa Kỳ để tưới lên gốc và siêu vật đọt để phun lên phía trên, thì là anh thấy cây nó sung hơn rất là nhiều, và cảm thấy sâu bệnh nó đỡ đi, giống như hồi nãy giờ bà con thấy đỡ đi thôi chứ không phải là triệt để, tại vì sâu bệnh nó là yếu tố ngoại quan nó sẽ tấn công, mình không có kiểm soát được, nhưng mà nó đỡ đi là anh thấy là sâu nó không có ăn nhiều, nhưng mà nhện thì nó vẫn còn ha. Và đồng thời anh nói là thấy cái nước nó đỡ phèn hơn, tức là hồi xưa là mưa xuống là nó rõ xuống vàng hết luôn cái kênh cái mương, còn bây giờ thì thấy nó đỡ hơn. Bằng chứng là từ hồi nãy giờ Oanh cùng với các anh chị kỹ thuật và anh Viễn cũng có đo cái độ pH của đất, thì độ pH của đất á, từ dưới 5.5 trở xuống là đất rất là phèn. Thì bà con có thể thấy ở đây á, là đất sau khi khoảng 2 tháng sử dụng cái hun bích Hoa Kỳ và siêu vật đọt, thì bà con có thể thấy là độ pH của đất nó nâng lên được khoảng 5.5. Đây là độ pH gọi là lý tưởng cho một cái vườn trồng bưởi. Tại vì bà con biết là nếu mà pH mà nó yếu quá thì trồng bưởi thì rễ bưởi nó có thể bị không phát triển được. Nên là Oanh cũng có một cái lời khuyên cho các quý bà con mà đang mới lên vườn mà muốn trồng bưởi, thì bà con hãy lưu ý dùng Oanh làm hạ phèn. Còn hạ phèn như thế nào? Hạ phèn tức là tăng đường độ pH đó bà con ha. Còn hạ phèn như thế nào thì Oanh sẽ chia sẻ với quý bà con. Và cái độ pH nó cũng khoảng là từ 5.5 trở lên để cho cây phát triển tốt nha bà con nha. Đó, thì bà con thấy là nhờ cái độ pH ở đây khoảng 5.5 nên cây bưởi nó phát triển rất là mạnh. Và để nâng độ pH thì bà con có thể sử dụng siêu dưỡng cây và hun bích Hoa Kỳ để tưới phù đất. Nó sẽ giúp là nâng cái độ pH lên và làm cho đất chúng ta tơi xốp hơn. Đất nó giàu dinh dưỡng tự nhiên hơn, tại vì hai cái sản phẩm này hoàn toàn là hữu cơ. Đó, thì Oanh cảm thấy rất là vui vì ngoài cái sự phát triển vượt trội của cây bưởi ruby ra thì cái độ pH của đất cũng đã rất là tốt rồi. Độ pH nó còn gọi là độ chua, độ phèn ha bà con ha. Nếu mà nó dưới 5.5, nó từ 4 tới 5.5, dưới 5.5 thì đất nó rất là phèn và làm cho cái rễ cây nó khó mà phát triển được. Rồi bây giờ Oanh sẽ trước khi mà gọi là tưới dinh dưỡng cho cái cây này, thì Oanh cũng xin phép được chia sẻ thêm, do là cái cây này nó phát triển quá, nó rất là sung, nên là Oanh cũng có chuẩn bị sẵn một cái sợi dây. Tại bà con thấy cái cây này nè, nó có quào, cái nhánh nó như vậy thì rất là dễ bị tét nhánh ha, nên là chúng ta sẽ gọi là câu nó lên, chúng ta sẽ cột cái nhánh này lại vào trong cái cây trụ. Và con nhớ là ở ngoài đồng nó rất là gió, bà con phải có cái cây trụ để mà hỗ trợ cho cái cây của chúng ta. Sao nó tè le rồi anh? Đúng, chính là cột cái dây vải.
Tốt nhất là chột cái dây vải to để cây cành nó không bị khuyết ha. Nhưng mà do là hồi nãy anh em quanh quanh là không có biết là có trường hợp này, nên là thấy cái bao phân đó có cái sợi dây này thì cũng kéo bạn ấy ra để mà sử dụng để làm chia sẻ với bà con của chúng ta. Còn bà con nên sử dụng dây vải to ha, là sau đó khi chúng ta móc vào, chúng ta câu vào trong cái trụ chính. Tại vì nếu mà bà con cống thêm trụ nữa thì chúng ta sẽ rất là mất công. Còn nếu mà chúng ta không đỡ nó lên á, thì rất là nguy hiểm nha. Rất là nguy hiểm, nên bây giờ chúng ta sẽ câu nó lên nha. Đó, bà con thấy không? Bây giờ ví dụ như bạn ấy có bị gió mà nó nhịp quá thì nó cũng nhịp tới mức độ này thôi, nó không có nhịp thêm được nữa. Thì như thế này nó sẽ tốt cho cái nhánh cây của chúng ta hơn. Tại thật sự là quanh nghĩ là anh chủ vườn anh cũng không có đủ thời gian để mà quan tâm hết mấy cái này. Tại do là cái cây phát triển nó quá là nhanh đi, mới có 2 tháng rưỡi 3 tháng mà nó đang rất là phát triển. Bà con lưu ý là đối với cây bưởi Ruby á, thì nó hay bị vấn đề là sâu vẽ bùa. Lúc nãy thì quanh có thấy một cái lá sâu vẽ bùa đâu rồi anh nhỉ? Đây, khi mà cây mà nó ra đọt non á, thì sâu vẽ bùa nó rất là thích ăn cái đọt non. Nên là bà con thấy là buổi tối nó mới ra nha, còn ban ngày là bà con không thấy trống trơn. Nó sẽ vẽ ống la xì bùa gì lên trên cái lá, là mất đi cái chất diệp lục của lá, làm cho lá của chúng ta rất là khó quang hợp. Nên quý bà con lưu ý khi mà cây nó chuẩn bị đi cái tược non nữa nè, nó ra được non cái là chúng ta xịt cái ngừa cái sâu vẽ bùa rệp nhện vùng quanh, kết hợp chung với siêu dưỡng cây luôn để chúng ta tiết kiệm cái chi phí ha. Đó, và chi phí thời gian và chi phí nhân công. Thì đối với một cái cây bưởi Ruby ở 2 tháng rưỡi và 3 tháng tuổi như thế này là rất là tốt, nhờ ảnh là áp dụng phương pháp và là nâng độ pH cho đất cũng như là cung cấp dinh dưỡng rất là tốt cho cây, nên quanh thấy là cây phát triển tốt. Và này là quanh cảm thấy rất là vui vì ảnh đã có một quy trình chăm sóc và chính xác cho khu vườn của mình. Còn bây giờ thì quanh cũng xin phép được thực nghiệm cái cách mà ảnh chăm sóc như thế nào để chia sẻ với bà con của chúng ta, để cho những quý bà con nào mà cái cây ọc bưởi Ruby ở cái giai đoạn 2 tháng rưỡi 3 tháng tuổi mà nó chưa được tốt giống như cây bưởi này, thì bà con có thể là thực hành thêm để giúp cho khu vườn của mình là làm nói sao ta, để giúp cho khu vườn của mình là xanh tươi hơn và phát triển tốt hơn nha bà con ha. Quanh mong là bà con có thể áp dụng một phần nào đó video này cho cái vườn của mình, để quanh mong sao là vườn của bà con lúc nào cũng là xanh tươi, rồi mơn mởn, rồi quan trọng nhất là nhanh cho trái ha bà con ha. Rồi bây giờ đối với cái cây này thì chúng ta chưa cắt tỉa cành, chúng ta để cho bạn ấy có nhiều lá để bạn ấy quang hợp và vận chuyển chất dinh dưỡng tốt hơn, chúng ta chưa cắt tỉa cành. Tuy nhiên ở đây như quanh thấy có một vài cái cây cỏ, ảnh rất là vui nha, ảnh trồng hoa mùa giờ á, ảnh trồng hoa mùa giờ cho cái vườn của ảnh luôn á, ảnh rất là gọi là lãng mạn đó. Và anh nói là hoa mùa giờ thì rất là tốt, mà quanh thấy hoa mùa giờ thì cũng rất là tốt thiệt. Mà khi mà cái vườn mà bà con có thể thấy là nếu mà hoa mùa giờ mà tới 10 giờ mà nó nở hết ra mà xung quanh các ụ luôn thì quanh thấy rất là đẹp. Nên là ảnh cũng rất là chăm chỉ, ảnh sử dụng hoa mùa giờ đó. Còn những cây cỏ này thì bắt buộc chúng ta phải triệt tiêu nó. Không, cái cỏ này nó cỏ 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 lúa đó anh, mình cắt cái đầu là nữa sau này nó lên nữa. Nè nè, nào bộ rễ của nó nè, ăn sâu lắm, phơi nó đi cho nó chết luôn đó bà con ha. Rồi chúng ta đã gọi là làm cỏ xung quanh. Dạ đúng rồi. Con ơi, những cái cỏ này nó rất là có lợi, nó là sẽ là một cái loại phân rất là tốt cho cái khu vườn của chúng ta, để chúng ta tiết kiệm chi phí phân bón bằng cách sử dụng gọi là Trico Humic USA để mà ủ những cái phân những cái phân những cái cỏ này thành cái phân gọi là phân xanh cho cái cây. Thì bà con đừng nhớ là thứ nhất là sử dụng thuốc cỏ là sẽ rất là nguy hại cho cây của chúng ta, nên bà con tuyệt đối là không sử dụng thuốc cỏ. Và cái thứ hai á, là bà con nhớ dùng quanh là giữ lại những cái cỏ này để khi chúng ta tưới cái Trico Humic USA vô thì bà con sẽ làm sao? Sẽ gọi là phân hủy cái này thành 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 phân xanh luôn. Sẵn đây trồng cho ảnh vài cái hoa mùa giờ, quanh cũng rất thích hoa mùa giờ, quanh thấy rất là xinh ha, rất là xinh. Và đây cũng là một cái cây để mà một cái loại để mà phủ 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 khá là tốt cho cái gốc, ủ gốc khá là tốt tại nó bò nó không cao. Đây một vài chi tiết nhỏ như vậy muốn chia sẻ với bà con của chúng ta, những cái chi tiết nhỏ sẽ tạo nên những thành công lớn mà con lưu ý nhé. Rồi bây giờ quanh sẽ tiếp tục gọi là tưới
sử dụng siêu dưỡng cây để mà tưới ở dưới gốc và đồng thời phun ở phía trên này để giúp cung cấp dinh dưỡng, vừa cung dinh dưỡng cho lá, dinh dưỡng cho cành và dinh dưỡng cho gốc. Siêu dưỡng cây thì bà con sẽ linh hoạt vừa tưới vừa phun. Siêu dưỡng cây khi phun lên trên lá, bà con thấy cái lá không? Lá nó rất là to và rất là đẹp như vậy, thì bà con tưởng tượng nó to nó đẹp thì nó sẽ quang hợp rất là mạnh, và từ đó nó sẽ củng cố thêm cái sự phát triển của cây chúng ta vượt trội hơn. Và đối với cái cành, nó sẽ giúp cho cành, gọi là những cái cành mà nó còn mốt mốt như thế này, tức là những cành nó còn tơ ha bà con ha, những cành mà nó đầy đặn và nó tròn trịa như thế này ha. Cái cây bưởi thì nó không có hóa gỗ màu xám màu nâu giống như cây ổi nha bà con nha, nó sẽ xanh như thế này, gọi là cây đã cành đã già rồi đó. Thì á, những cái cành còn non như thế này thì nó sẽ không có khả năng gọi là đâm chồi. Tuy vì thế khi mà siêu dưỡng cây gọi là phun vào trong những cái cành này, nó sẽ giúp cho những cành này là tăng tốc phát triển, để tăng tốc cái sự già cho nó nhanh già hơn, nó trưởng thành nhanh, trưởng thành và nhanh già hơn, thì từ đó nó sẽ bắt đầu tiếp tục bung chồi nảy lọc hơn nữa ha bà con ha. Bà con thấy không, những cái cành bên này nè nó rất là già, nó rất là tròn, nó rất là già và nó rất là tròn, nó sẽ giúp cho cây chúng ta bung chồi nảy lọc rất là nhanh, được chưa? Rồi bây giờ còn đối với cái phần rễ á, thì khi bà con tưới cái siêu dưỡng cây vô trong rễ á, thì siêu dưỡng cây sẽ giúp cho cái gì? Sẽ giúp cho cái rễ á, là tăng cái lượng lông hút nè, rồi cái lượng rễ cám nó sẽ vươn dài hơn, vươn dài cái vòi nó hơn để hút cái chất dinh dưỡng từ lòng đất mẹ và từ những cái phân bón mà bà con cung cấp cho lòng đất mẹ đó, thì nó sẽ hút triệt để 100%. Vì thế khi chúng ta tưới phân cho lòng đất mẹ thì nó sẽ tiết kiệm, nó gọi là sử dụng tối đa, tối ưu hóa cái việc tiền của chúng ta bón phân. Nên là khi bà con sử dụng siêu dưỡng cây thì rất là tốt cho cây chúng ta, sẽ giúp cho cây chúng ta đã tốt rồi nó sẽ vượt bậc hơn. Hoặc đối với những cái cây mà bị suy á, thì quanh có phục hồi những cái cây sầu riêng, cây ổi, cây mít đồ này kia mà bị suy, sử dụng bằng siêu dưỡng cây thì gọi là phục hồi một cách thần kỳ luôn nha bà con nhé. Cái siêu dưỡng cây thì này nó quá ok rồi, nên là giờ quanh cũng không có phép, xin phép được nói ngắn gọn video này thôi, để mà quý bà con chúng ta tiết kiệm thời gian. Còn nếu quý bà con muốn hiểu rõ hơn về siêu dưỡng cây, một cái sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ với những cái nguyên liệu nhập khẩu và là thành phần, thì quanh thấy là khi mà quanh đọc thì nó quá ư là ok, nên là quanh đã sử dụng cho vườn của mình nè, sử dụng cho vườn của những quý bà con thân thiết nè, và sau thời gian dài bên quanh test sử dụng thì quanh đã thấy nó rất ok và quanh mới chia sẻ với bà con của chúng ta. Nên quý bà con của chúng ta cứ mạnh dạn sử dụng cái loại sản phẩm này, nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta sử dụng siêu dưỡng cây toàn bộ cho vườn của mình để cây phát triển nhanh. Còn nếu dụ chúng ta muốn tiết kiệm hơn thì chúng ta có thể sử dụng humic Hoa Kỳ, thì humic Hoa Kỳ cũng là một sản phẩm humic rất 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 là tốt cho cây ha. Nè, anh lấy bao nhiêu lít nước anh, nhiều quá vậy? Ừ, lấy nhiều. Rồi, cái liều dùng của cái siêu dưỡng cây này á, là một can 5 lít, chúng ta pha với 2.000 lít nước, chúng ta tưới được cho 200 tới 300 gốc cây con như thế này. Bây giờ thì quanh sẽ thực nghiệm cho quý bà con và tưới tượng trưng một gốc, tại vì anh có hệ thống tưới tiêu riêng. Thì quanh cái này khoảng làm 10 lít nước thì quanh sẽ gọi là pha khoảng 2 nắp. Xin lỗi, một nắp hơn một tí thôi. Và ở đại dạng hữu cơ thì nó sẽ rất là nhanh ở dạng nước thì nó rất là nhanh hòa tan vào ở trong cái nước trong mà chúng ta dùng để pha, và đồng thời ấy là những cái dạng này là dạng gọi là phân tử nano ha bà con ha. Phân tử nano gọi là rất là nhỏ, nó sẽ thấm rất là nhanh vào cái tế bào rễ cũng như tế bào lá của cái cây, nó giúp cho cái cây của chúng ta là bật lên rất là nhanh. Rồi bây giờ là quanh sẽ tiến hành tưới gốc trước nha bà con nha. Tưới như thế này nó đã có những cái tác dụng kỳ diệu là nâng cái độ pH đất lên ha, nâng cái độ pH của đất lên rất là nhiều. Như hồi nãy bà con thấy từ 4 chấm mấy rồi lên 5.5 là quanh thấy quá là tuyệt vời cho một cái vùng đất mới lên liếp như thế này từ đất ruộng ha. Rồi, này là tưới hơi dư. Do nhiều quá thì tưới hơi dư luôn. Rồi, bây giờ là quanh sẽ bắt đầu tiến hành phun. Đây là dung dịch đã pha sẵn cái siêu dưỡng cây trong này rồi. Bà con có thể thấy cái nước màu đen đen này là nãy quanh đã pha siêu dưỡng cây trong này rồi ha. Cũng pha theo tỷ lệ là một bình 16 lít là pha, quanh sẽ pha 40cc, tức là tương đương với hai nắp siêu dưỡng cây. Thì bây giờ quanh sẽ tiến hành phun. Cái máy phun này rất là thú vị. Quanh sẽ làm cho bà con chúng ta cùng xem. Quanh thấy cũng rất là hay, nhưng mà nó khá là nặng nha. Cái bình này là bình chứa xăng nha bà con nha. Rồi, mình sẽ lên tăng
ga, tăng ga. Đó, bà con thấy ha, rất là dễ thương, rất là mạnh. Chúng ta sẽ phun luôn cả cái thân. Cái này nó hơi to nè. Chúng ta sẽ phun luôn cả cái thân nha. Chúng ta phun luôn cả cái thân và cái lá rất là kỹ như vậy nha bà con nha. Đó, ok chưa? Có cái nút màu đỏ dùng để bấm. Anh có thể quay cái máy này cho bà con chúng ta xem anh. Để đây cũng là một cái máy sử dụng cái dạng là xăng. Ở những cái chỗ nào mà nó không có điện tới được á, chúng ta có thể linh hoạt sử dụng bằng xăng. Và chúng ta có thể bỏ lên trên cái xuồng ở dưới cái rãnh của mình, chúng ta đi. Mà chúng ta vừa đi chúng ta vừa phun như thế này. Cái vòi lúc nãy bà con có thấy là cái áp lực của cái máy rất là lớn, mà quanh phun mà quanh muốn tét cái, muốn thấy muốn tét cái lá luôn. Đây là tìm cách hãm nó lại nhưng mà không có được. Thì bà con có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái cách là vươn rất là xa. À, cái clip chúng ta khoảng 7m, 8m thì quanh nghĩ là nó cũng có khả năng vươn tới. Nên quanh thấy cái sản phẩm, cái bình này cũng khá là ok. Rồi này hình như là của Nhật ha. Của Nhật nè. Kawada. Chắc phải lấy chồng Nhật để có thể đọc tiếng Nhật cách là lưu loát hơn. Rồi, ok quý bà con, thì đây là cái cách này để chúng ta chăm sóc cho một cái cây bưởi ruby cho nó phát triển một cách vượt trội ở cái giai đoạn 2,5 tháng 3 tháng. Thì bà con thấy đối với một cây như thế này trong vườn chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Tại vì cái mình trồng cái cây gì thấy nó cũng phát triển, chắc mình nuôi con nó cũng vậy đó bà con ha. Thì bà con cứ chú ý thường xuyên 7 đến 10 ngày là chúng ta pha siêu dưỡng cây hoặc hôn ít Hoa Kỳ tưới cho rễ. Còn nếu mà sử dụng hôn ít Hoa Kỳ thì chúng ta phun siêu vật đọt kết hợp với lại định kỳ, siêu vật đọt để phun lên phía trên. Và định kỳ chúng ta nhớ quản lý sâu bệnh vùng quanh bằng cách là pha thêm thuốc sâu bệnh để chúng ta pha vô siêu vật đọt để phun. Còn nếu mà chúng ta cao cấp hơn nữa, chúng ta muốn vườn chúng ta phát triển vượt bậc hơn nữa thì bà con sử dụng vùng quanh là cái siêu dưỡng cây để vừa tưới rễ và vừa phun lên trên lá trên cành để cây phát triển một cách vượt trội nhé bà con nhé. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều, đây là một vài cái chia sẻ của quanh dành tặng đến quý bà con của chúng ta. Tại vì vườn này sau một thời gian sử dụng hôn ít Hoa Kỳ và siêu vật đọt cũng như kết hợp với siêu dưỡng cây đã phát triển rất là mạnh và ảnh cảm thấy rất là hài lòng. Nên là ngày hôm nay quanh đến quanh chăm sóc lại lần nữa và quanh xin phép được thực hiện video này để chia sẻ đến nhiều quý bà con hơn, để quý bà con chúng ta biết cách chăm sóc khu vườn bưởi ruby của mình một cách mà gọi là tốt hơn nữa nếu quý bà con muốn. Rồi bây giờ quanh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác chia sẻ tiếp tục về cây bưởi ruby, ở ruby, lụa đỏ Ấn Độ và các cái loại cây mà bà con đang quan tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.